Rồi chúng ta nhìn lại cái đề là đề 1 trước. 192.168.50.152.0. Rồi ở đây thì cái này là chúng ta cho cái đề ở dạng chuẩn là cho địa chỉ mạng. Có một số đề thì người ta cho địa chỉ IP. Sau đó người ta yêu cầu là chia cái địa chỉ mạng đó ra. Như vậy thì các bạn phải xem nó là cái IP này thuộc lớp nào. Sau rồi các bạn tìm cái địa chỉ mạng của lớp đó trước, rồi lúc đấy chúng ta mới chia sau. Như vậy tùy cái cách người ta cho đề, nhưng mà thực chất thì nó cũng giống nhau. Nếu người ta cho IP mà mình muốn chia thì mình lấy địa chỉ mạng mình mới chia nhé. IP không có chia subnet được, bởi vì IP nó chỉ có một mình nó thôi, thì làm gì mà chia được. Rồi à, cho nên là chúng ta phải lấy địa chỉ mạng, sau đó thì chúng ta mới dùng địa chỉ mạng đó chia IP. Bài đầu tiên của chúng ta là hệ thống cần 30 máy hay là 30 hop hay là 30 IP gì đó. Như vậy thì cái bài của mình làm hôm trước là mình dựa trên cái người ta cho số hop nè là 30. Người ta cho số hop là 30. Như vậy lúc này mình sẽ tìm được cái gì? Tìm được số bit cần cho hot mới. Số bit cần cho hot mới. Như vậy số bit cần cho hot mới của mình thì công thức nó sẽ là gì? 2 mũ n trừ 2 phải lớn hơn hoặc bằng 30, lớn hơn bằng số hot chúng ta cần. Như vậy lúc này chúng ta sẽ suy ra n nó sẽ bằng mấy? N5. 5 2 mũ 5 là 32 trừ 2 là 30 được, vừa đúng. Vậy chúng ta cần n là 5. Rồi để người ta yêu cầu tiếp tìm số bit mượn. Như vậy thì ở đây địa chỉ chúng ta cho là địa chỉ mạng theo đề là 192.168.152.0. địa chỉ này lớp gì? Địa chỉ lớp C. Thì mặc định của nó là mấy bit phần hot? 8 bit phần hot. Ok, mặc định là mình sẽ có 8 bit ở phần hot. Rồi như vậy thì bản thân nó là 8 bit phần hot, mà bây giờ mình chỉ dùng 5 thôi. Như vậy thì mình tìm được cái số bit mượn. Số bit mượn để chia subnet. Chia subnet. Như vậy mình sẽ có số bit mượn là bằng 8 bit trừ cho 5 bit phần hot mới. Mình có được 3 bit mượn. Tìm subnet mắc mới. Như vậy thì để tìm được subnet mắc mới, thì có phải là cái subnet mắc cũ của chúng ta nó bình thường đã là mấy bit rồi? Subnet mắc, độ dài của subnet mắc hiện nay là bao nhiêu bit? 24 cộng cho 3 là 27. Như vậy thì chúng ta sẽ chuyển 27 bit này thành subnet mask mới. Như vậy thầy sẽ sử dụng 4 octa. 1 2 3 4 1 2 3 4. Như vậy là mình có được 1 đúng không? 2 3 và cái kia mình có là 1 2 3. Rồi 1 1 2 3 4. Như vậy đây là subnet mask mới ở dạng nhị phân. Bây giờ mình chuyển qua thập phân.
tập phân thì nó sẽ bằng bin to death 255 255 2224. Được chưa? Như vậy là mình đã có subnet mask mới là 224. Bây giờ chia được bao nhiêu mạng con? Mấy mạng con? Số mạng con chia được. Chuyển cái này ra đây tí cho nó dễ nhìn. Thì mình có tổng cộng là 3 bit. Vậy mình bằng 2 mũ 3 là 8 mạng con. Bây giờ tiếp theo người ta nói là thông tin các mạng con, địa chỉ mạng, địa chỉ đầu, địa chỉ cuối. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ chuyển cái địa chỉ mặc định của mình là 192.168.152. Thực chất thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến phần sau thôi. Còn phần trước thì bản thân lúc nào nó cũng ghi lại rồi, nhưng mà chúng ta ghi một lần để biết 192.168.152.0. Bây giờ mình sẽ dùng pin dead to pin, tức là mình đang chuyển từ 10 sang 2. Nó đủ 8 chưa? Không đủ đúng không? Bây giờ mình làm cho nó đủ 8 bit. Nếu như cái len của thằng này học Excel luôn ha, nhỏ hơn 8. Nếu len nhỏ hơn 8 thì làm gì? Thì mình sẽ cộng thêm. Ừ thôi vậy dài dòng quá. Bây giờ mình sẽ làm vậy nó nhanh hơn nè. Thầy sẽ lấy drive. Bạn nào học Excel khá thì sẽ ok. 1 2 3 4 5 6 7 end giới dead to bin của này phải 8. Ok. Còn ai chưa hiểu Excel thì suy nghĩ sao. Hiểu không? Hiểu cái hàm của thầy không? Thì thầy cứ cộng mặc định cho cái mà nó chuyển qua với 7 số 0 phía trước. Thầy lấy 8 ký tự phía sau. Nếu mà trường hợp giống như là cái 0 này nè, nó chuyển qua nó chỉ là 0 thôi, thì cộng với 7 nữa là 8 số 0. Rồi sau đó thầy lấy hàm right 8 và nó lấy ra cho mình 8 ký tự. Ok. Rồi. Đây là subnet mask mới. Subnet mask mới. Bây giờ mình sẽ có là chia mạng con. Như vậy mình sẽ mượn ở 3 bit phần hot. Đúng không nào? 3 bit phần hot. Như vậy bắt đầu mình sẽ chia mạng con đầu tiên. Mạng con 1. Mạng con 1 thì mình cũng dùng lại cái này. Nhưng mà mình thấy gì? Thấy gì các bạn? Thay 3 bit này là bằng 3 số 000. Bây giờ mặc định của nó là đã 000 rồi đúng không? Ờ, 3 số 000. Mặc định của nó là 000. Bởi vì 8 cái mạng con của mình mà 3 bit mượn thì mình có là 0000 rồi mấy nữa? 001 rồi 00010
rồi 011 rồi mấy 100 101 111 đó. Như vậy mình có chừng đó mạng là 8 mạng con. Mới 7 à? À 111 chỗ này là 110. Rồi mới đến 111. Ok. Rồi, như vậy mình mượn cái đầu tiên, mình lấy cái đầu tiên chia mạng. Như vậy cái này là địa chỉ gì đây? Địa chỉ mạng. Đó. Rồi bây giờ mình lấy địa chỉ đầu. Địa chỉ đầu. Địa chỉ đầu thì chúng ta copy y chang cái này xuống. Rồi chúng ta làm gì? À đổi số cuối cùng này thành số. Số 1. Tiếp theo chúng ta có địa chỉ cuối. Địa chỉ cuối thì chúng ta cũng copy xuống thôi. Rồi chúng ta thay gì? Thay tất cả cái này là 1 1 2 3 0, đúng không? Rồi địa chỉ quảng bá có gì sai không? Có ai theo không kịp thì nói nha. Địa chỉ quảng bá. Rồi như vậy thì địa chỉ quảng bá của mình là chỗ này là bit 1. Bây giờ mình sẽ chuyển cái địa chỉ này thành thập phân, coi nó ra cái gì. Bằng pin to date. Được chưa? Đó là địa chỉ ở dạng thập phân của mình. Được không? Quá dễ đúng không nào? Bây giờ địa chỉ mạng 2 không cần phải làm nhiều. Tại vì sao thầy dùng Excel là thế? Chúng ta chỉ cần gì? Thay gì nào? À thay chỗ này thành là 001. Xong. Chỗ này cũng thành 001. 001. Được chưa? 63. Như vậy chúng ta copy ra và chúng ta có 8 mạng con tất cả. Ví dụ bây giờ chỗ này là mạng con thứ nhất nè, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Bây giờ mình cần cái mạng con thứ sáu đi. Thì mình chỉ cần thay 101 vô đây. Rồi, như vậy mình cần mạng con thứ sáu. Mạng con thứ sáu. Mình sẽ thay vô đây là 101. Amazing, đúng không? Quá đơn giản khi mà chúng ta dùng Excel. Được chưa? Như vậy thì đối với lại cái phần này nè, các bạn ứng dụng cái này để làm gì? Khi các bạn đi làm á thì không ai yêu cầu các bạn làm từng mạng này cả. Nhưng mà giả sử người ta cho một cái IP, một cái địa chỉ mạng, rồi người ta yêu cầu là mình đặt IP cho một cái mạng mà có 30 mấy thôi. Nếu như mà các bạn làm mà gọi là hoàn hảo á, thì các bạn rút nó xuống lại với số hot tối đa là vừa đủ thôi. Nếu như vậy là các bạn quản lý gọi là ok. Còn nếu không các bạn để 192 cũng được, .168.152.24 cũng được, không sao cả. Nhưng nếu người ta yêu cầu thì chúng ta biết cách làm. Biết cách làm. Như vậy ở đây nè, cái quan trọng nhất là bây giờ chúng ta đặt IP, chúng ta đặt cái gì, nói thì nghe hay gì đó. Nhưng mà chúng ta sẽ đặt cái địa chỉ này vô đâu? Đặt địa chỉ này vô đâu?
chúng ta xem thử là nếu như mà cái địa chỉ mạng như thế thì hai máy có thấy nhau hay không. Các bạn sẽ phải làm quen với lại cái ứng dụng này, tức là máy ảo, software máy ảo đang chạy rồi, ok, server 1. Ủa sao nó không có ta? Rồi thầy mở tiếp cái nữa để mình ví dụ. Server 2. Rồi mình dùng để mình đặt địa chỉ cho hai cái máy này, xem thử là nó có nhìn thấy nhau hay không. Ủa sao ví dụ gì đây? Server 2. Rồi tí nữa đợi máy nó khởi động mình quay lại mình đặt IP. Bây giờ qua bài 2. Bài 2 thì cũng tương tự đúng không nè. Cho địa chỉ mạng 172.16.0.0 muốn chia 5 mạng con. 5 mạng con. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái này ra. Cái này là 192. Này là 172. Rồi địa chỉ của mình là 172.16.0.0. Rồi. Và cái subnet mask của mình. Subnet mask của mình à, ok, chỗ này địa chỉ mạng 172.16.0.0. Mặc định của phần host là mấy? 16 bit. Rồi. Số bit mượn. Bây giờ chỗ này mình không lấy 8 trừ 5 nữa mà thực chất số bit mượn của mình nó sẽ là gì? Mình có 2 mũ M, tức là số bit mình cần mượn phải lớn hơn hoặc bằng 5. Mình cần chia 5 mạng con. Thì lúc này mình sẽ suy ra M bằng mấy? Bằng 3, bởi vì 2 mũ 3 là 8. M bằng 4 là hơi lớn, mà M bằng 2 là không đủ. Cho nên mình biết M bằng 3. Mình mượn 3 bit. Như vậy subnet mask mới của mình nó sẽ bằng mặc định là bao nhiêu? Mặc định là 16. Mình cộng cho 3 bit mới nữa. Cộng cho 3 bit mượn nữa. Như vậy subnet mask của mình là 19. Nhị phân của 16 là chỗ này, copy cái này qua đây là xong. Phải không? Phải không nào? 1 2 3 4 1 2 3 4. Đó. Ok, đó là subnet mask mới của mình 224.0. Số mạng con chia được bây giờ không cần nữa, bởi vì mình đã biết trên kia là 8 mạng con chia được rồi. Cái bài này nó hơi khác. Rồi, cũng là 3 bit thì nó mình dùng lại cái này được. Rồi gì nữa? Người ta yêu cầu là tính tìm thông tin mạng con thứ tư. À, tìm thông tin của mạng con thứ tư
Như vậy mạng con thứ tư là đây, phải không? Mạng con thứ tư là 011. Vậy thì chỗ này thì chỉ mạng ban đầu là 172, mình chỉ cần copy cái này xuống. Xuống đây. Copy xuống đây. Rồi. Và chúng ta sẽ thay cái gì? Thay ba cái bit này. Ba bit cũ này. Thành gì? Sao? Thành gì? Số 4. 011. 011. Đó, thay cái này thành 011. Tức là 96. Rồi, địa chỉ đầu. Cái này là mạng con thứ tư ha, chứ không phải số 1. Địa chỉ đầu. Chỗ này địa chỉ đầu, chỗ này là số số 1. Địa chỉ cuối 1 1 2 3 4. 1 2 3 4 1 2 3 0, đúng không? Địa chỉ cuối. Địa chỉ quảng bá 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Ok, như vậy chúng ta có địa chỉ là như thế. Bây giờ nếu như mà mình không có đưa cái này vô mà mình muốn tìm mạng con thứ bảy bằng cái số ở dạng thập phân luôn, mình tìm được không? Nó là mấy? Bao nhiêu nè? 172.16 là cố định rồi. Vậy ở sau này thay đổi như thế nào? Mạng con thứ 7. Số hot. Bây giờ mình quay trở lại, mình có thể cần là số hot. Số hot trong số hot không phải là 30 nữa, mà số hot là mấy? Số hot trong mạng con là mấy? Mấy bit ở phần hot nè? 16 trừ 3, đúng rồi. Vậy mình còn mấy? 13. 2 mũ 13 trừ 2 là ra số hot của mình là 8190. Rồi, bây giờ dựa trên cái mà chúng ta đang lập luận là 8190, nếu như mình không trừ kể cả bit, kể cả IP địa chỉ mạng, kể cả cái địa chỉ quảng bá, thì có phải là 8192 không? Đúng không? 8192. Các bạn sẽ tìm giúp cho thầy chỗ này là mấy? Từ mạng con số 1 cho đến mạng con thứ 7 cách nhau bao nhiêu IP? Lớp C thì tìm nó dễ đúng không? Nó chỉ có một octa thôi. Nhưng mà qua lớp B thì không đơn giản tí nào. Lớp B không đơn giản. Nếu như mình thay cái mạng con thứ 7 mà mình thay cái chỗ này là 110 thì nó ra ngay. Nếu mình thay 110 là nó ra liền. Nhưng mà bây giờ không thay, mình tìm trực tiếp luôn. Tìm trực tiếp luôn. Các bạn tìm cho thầy một cái quy luật để tìm ra được cái địa chỉ trực tiếp của mạng con 7 rồi. Mình biết là cứ một khoảng của một mạng con là mình có 8192 cái địa chỉ. Một khoảng là nó như thế. Sao?
32 nhân cho 6 ra được con số gì? Rồi, chỗ này 192 đúng không? 192. Chỗ này là mấy? Không, ok. Chỗ này thì 192. À, chỗ này 0, chỗ này 1. Rồi gì nữa? Hai năm năm, hai năm bốn, rồi hai năm năm, hai năm năm là có gì đó sai sai rồi đó. Cái này là mạng cuối nè, mạng tám nè. Rồi copy ra đây đi. Bây giờ đơn giản mình muốn kiểm chứng thì mình copy cái thằng này xuống coi thử nó ra cái gì là biết liền. Mạng con thứ 7 là 110. 110. Hả? Rồi, ok. Chỗ này 223. Đừng có dùng cái web để đọc nha. Rồi, ok. 223. Chỗ này 192, ok. Chỗ này là 110, 223. Rồi các bạn có được con số này ở đâu ra? Là các bạn thay cái 110 vô đây hay là tự tính ra chỗ này? Hả? Nếu giả sử mình không thay vô mà mình tính trực tiếp từ trên này xuống dưới này được không? Được không? Được không nha? Rồi, ok. Quy luật của mình làm sao tính? Làm sao tính ra được 192? Làm sao tính ra được 223? Hả? Máy tính nào? Ừ thì tính bằng công thức nào? Không, mình không dùng đến nhị phân. Tức là bây giờ không cho nhị phân gì hết, chỉ cho địa chỉ đầu tiên là 172.16.0. Bây giờ mình mượn 3 bit, người ta yêu cầu chỉ ra cho cái mạng con thứ 7 hết. Rồi khoan, để thầy coi công thức nó làm sao ha. Bằng 2 mũ 8. À, 2 mũ 8 F. Rồi, trừ gì? Số bit mượn là 3. Rồi, nhân cho 6 ra 192. Rồi, sao nữa? Vậy nó có liên quan gì 888 trừ 3? Tại sao nhân 6? À, 6 mạng con. Số mạng con thứ 6. 6 khoảng đúng không? 6 khoảng. Từ 92. Ví dụ như mạng con đầu tiên. Ví dụ như là mạng con đầu tiên. Rồi sao nữa? Sao nữa ra 223? Vậy chỗ này mình sẽ lấy cái số trên cộng cho 31. 31 này là ở đâu ra? À, 5 bit cuối nó biến thành 1. À, thì mình cũng biến thành nhị phân thôi. Cũng là nhị phân, loanh quanh nhị phân thôi. Bây giờ mình không quan tâm đến nhị phân luôn. Không cần biết nhị phân là ai hết.
người ta chỉ cho thế này. Người ta chỉ cho địa chỉ là 172.16.0.0 và người ta nói là cần chia 7 mạng con. Rồi tìm thông tin mạng con thứ 7. Thế thôi, không có chuyển qua nhiệt phân gì hết. Thì mình dựa trên những con số mình có thể cộng trừ để cho nó ra được 192, để nó ra được 223. Đúng rồi, dựa trên cái bước nhảy là 8.100 mấy đó. Bước nhảy của mình là 8.192 địa chỉ á, kể cả địa chỉ mạng với địa chỉ quảng bá luôn á. Sao là recover ở đây? Recover, ok, go to. Rồi đặt hàng các bạn nha. Suy nghĩ thử coi, làm sao để có được một cái địa chỉ mà mình đọc ra luôn, mình không phải tính toán gì qua nhị phân hết trơn á. Rồi mình đặt cái IP do cái bên này trước đi. Mình lấy địa chỉ ở cạc mạng là Venice 1. Rồi ok. Cái này mình lấy địa cạc mạng là Venice 1 luôn. Rồi. Các bạn sẽ vào trong network, click chuột phải, các bạn chọn property. Mình mở ra được cái cửa sổ để mà thiết lập IP. Bây giờ mình sẽ thiết lập IP cho một cái mạng con bất kỳ. Bây giờ mình sẽ thiết lập IP cho mặc định đi. Địa chỉ lúc nãy của mình là 192.168.152. Ví dụ máy này là thầy cho là nãy mình làm ra mạng con thứ nhất là 152.31. Ok, chỗ này ví dụ như là 66. Đây là mặc định ha. Rồi, địa chỉ subnet mask nè, thấy mặc định của nó nè, 2553, 3 cái 255. Thôi tập trung lên màn hình đi nè. Được chưa? 3 cái 255. Ok. Rồi qua bên này. Tương tự mình sẽ đặt IP cho nó. Nhớ cái môn này để mà đặt IP cho chuẩn cho những môn sau nha. Những môn sau là các bạn hay bị rối IP này á. Mình sẽ là 192.168.152.1 đi. Bên kia là .66 đúng không? Bây giờ mình thử kiểm tra xem là mình có thấy được không. Pin 192.168.152.66. Thấy không? Thấy đúng không? Thấy đó. Nó trả lời là thấy đó. Replay trừ T một cái là cho nó pin xúc luôn. Như vậy là mình thấy đúng không nè. Rồi bây giờ mình đổi
subnet mask nha. Đổi subnet mask. Bây giờ cái này 152.1 và bên kia là 152.66, nó cùng địa chỉ mạng đúng không nào? Cùng địa chỉ mạng là mấy? 192.168.152.0. Rồi mình đổi lại. Mạng con này cũng là 152.1 là địa chỉ đầu tiên. Nhưng subnet mask của mình đổi lại thành subnet mask mới là 224. Nó không còn là .0 nữa. Rồi, chuyện gì xảy ra? 224. Bên này đang pin được đúng không? Ok. Ok. Ok lần nữa. Không có thấy. À, được chưa? Rồi. Bây giờ qua bên này. Tất nhiên nếu như bên này mà mình cũng đổi lại thành 224 thì cái địa chỉ 66 này nó có cùng địa chỉ mạng với lại .1 không? 66 có cùng không? 66 là nó nằm qua bên này rồi nè. Nằm qua mạng thứ 3 luôn rồi. Này mạng thứ 2 là mới đến 63. Cho nên .66 là nó nằm bên mạng thứ 3 luôn rồi chứ không phải là mạng thứ 2 nữa. Cho nên chắc chắn là nó không thể nhìn thấy thằng 52.1. Như vậy mình muốn cho cái máy số 2 mà nó thấy được thằng 52.1 với subnet mask là 224 này thì mình đặt IP bao nhiêu là được? Chấm mấy? Hiểu được ý của thầy hỏi không? Bây giờ thầy hỏi nè. Hiện nay là hai máy này không thấy nhau rồi đó. Bởi vì cái máy số 1 là mình đặt IP ở mạng con thứ nhất. Ở mạng con thứ nhất. Với máy số 2 mình đặt IP ở mạng con thứ 3. Thì chắc chắn nó không thấy nhau bởi vì hai mạng con độc lập. Vậy thì bây giờ máy số 2 mình sẽ đặt IP bao nhiêu là cùng mạng với máy số 1? Chấm mấy là được? Chấm mấy đến chấm mấy là được? Chỗ này mình có thể thay từ số mấy đến số mấy? 2 đến mấy? 2 đến 30. Đúng rồi. Bởi vì trong mạng của mình nó bắt đầu từ 1 cho đến 30. Vậy mà cái máy số 1 mình đặt là 1 rồi thì máy bên này mình sẽ đặt từ 2 đến 30 là được. Giả sử mình đặt 30. Ok. Bên này mình pin đến 66 thì tất nhiên mình không thấy rồi. Bây giờ mình sẽ pin đến 30. Pin đến 30. Rồi, tiếp tục cái gì nữa? Giả sử bên này mình đặt IP cho nó 31, chuyện gì xảy ra? Nó nói gì sao? Địa chỉ này không dùng để đặt IP được. Được chưa? À, địa chỉ IP quảng bá. Trong trường hợp cái subnet mask này nè thì không được. Nó nói rằng là bạn phải enter lại cái subnet mask khác thì được. Nếu trong trường hợp chỗ này là không thì không có gì bàn đúng không? Nếu không thì không có gì bàn. Bởi vì nếu subnet mask là 3.255 thì 31 này là một IP. Nhưng nếu subnet mask là 3.255 và cái 224 thì cái 31 này nó không còn là IP nữa mà nó là địa chỉ quảng bá. Được chưa nào? Đấy, như vậy lúc này mình không thể đặt IP cho địa chỉ 31 được.
Như vậy các bạn có hiểu hiểu rõ được là các con số này không? Khi nào mà đặt AB được, khi nào dùng AB không được. Được chưa? Cho nên có thể có một cái đề nào đó người ta hỏi nè. Địa chỉ. Địa chỉ 192.168.152.31 mấy? Hồi nãy mình là mấy? 27. Đó, có dùng để đặt IP được không? Mình nhìn vô mình thấy 192. 192 là ok. .31 đâu có vấn đề gì. Nhưng mà xịt 27 thì không được. Vậy lúc này mình phải tính nó ra mình mới biết là được hay không. Ví dụ chỗ này người ta cũng vậy, mình tới hỏi xịt 30 được không? Như vậy mình thấy 30 với 31 thì nó cũng vậy, cũng gần đúng không? Mình nghĩ là được. Như vậy chưa kết luận được ha. Xịt khác là có vấn đề. Vậy mình phải đi kiểm tra lại. Đó. Rồi, cũng là cái dạng AB này, người ta sẽ hỏi rằng địa chỉ này xịt 120 xịt 27 này ở mạng con thứ mấy? Người ta hỏi vậy đó. Địa chỉ 192.168.152.120 xịt 27 ở mạng con thứ mấy? Lúc này chúng ta muốn biết nó mạng con thứ mấy thì chúng ta phải từ con số 27 này chúng ta suy ra. 27 thì cũng giống như lúc nãy là chúng ta mượn mấy bit đó. Đó, rồi cái khoảng cách trong một mạng con là bao nhiêu IP? Thì mình dựa vào cái khoảng cách đó mình tính được cái 120 này là nằm ở đâu, nằm ở cái đoạn nào, thì mình sẽ biết được là nó nằm ở mạng con thứ mấy. Đó là những cái dạng liên quan đến IP. Rồi, nãy giờ chúng ta làm hơi phức tạp đúng không? Bây giờ các bạn có thể sử dụng phần mềm, hoặc là các bạn sẽ sử dụng chia subnet online. Địa chỉ của mình lớp C, thầy nói phức tạp quá em gõ ra liền, 168.152.0. Rồi subnet mask của mình 224, ok, có 3 bit để chia mạng. Và subnet mask mới là 27, tối đa 8 mạng, có 30 host cho một mạng. Được không nào? Đó là những thông tin rất là cơ bản. Rồi, nó có một số cái trang mà nó có thể cho các bạn chia ra từng mạng con. Nó cho mình thấy từng mạng con luôn chứ không phải là đơn giản như thế. IP subnet, thử cái này coi. Lớp C 192.168.152.0. Mình hồi nãy là mình xịt mấy? 27 có luôn. Tính giùm cho thầy một cái coi. Nó sẽ có IP range từ 1 cho đến 30. Broadcast là 31. Tổng cộng là có 32. Là nó tính luôn là bit làm địa chỉ mạng với lại địa chỉ broadcast á, tổng cộng là 32. Trong đó có 32 host là dùng được. Được chưa? Nó rất là rõ ràng. Subnet mask mới. Đó, rồi, subnet mask ở dạng nhị phân.
và đây là địa chỉ lớp C dùng 27 bit và IP này là IP dành riêng. Hôm trước mình có nói đến IP dành riêng chưa? Có public và private, đúng không nào? Tại sao là phải có public, tại sao private? Hôm trước mình có nói rồi. Rồi một cái nữa là địa chỉ mà khi người ta ghi á thì người ta sẽ ghi là C27. Khi mà C27 tức là đã có chia. Rồi gì nữa nào? Đây. Địa chỉ mạng con thứ nhất, mạng con thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, tám mạng con. Chia sẵn cho mình à. Được chưa? Cho nên nếu như các bạn dùng để đi thi thì chắc chắn người ta không cho mở cái này rồi. Người ta chỉ có giấy với bút thôi. Thì các bạn phải làm sao đó làm được cái này. Còn nếu đi làm thì có thể chúng ta sẽ tận dụng những trang web này làm cho nó nhanh. Bởi vì có những cái không cần phải bỏ thời gian nhiều mà chúng ta hiểu nó thôi. Cho nên là khi đi làm có thể là các bạn sử dụng trang này hoặc sử dụng những cái trang khác liên quan mà hay hơn để các bạn tính toán chia subnet. Được chưa? Đấy, như vậy thì với cái bài dạng như thế này mà hôm sau mình kiểm tra, nếu như chia thì các bạn làm theo kiểu này nó mới có điểm. Còn nếu như mà các bạn dùng web, các bạn ghi ra, đến khi thầy hỏi tại sao nó như thế này, các bạn không giải thích được là coi như là không có điểm. Được không? Dễ không? Đó. Nếu như nếu như rồi, có ai có vướng gì về cái bài chia IP này nữa không? Chia subnet không? Rồi nếu vướng thì chịu có xem lại.